JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xe tin. John JK Audio xin chào anh Trần Ngọc Tùng nhé. Vâng, anh ở Quỳnh Liêu, Nghệ An. John, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một cái đẩy công nghệ mới, công nghệ Class D. Vâng, đó là đẩy thương hiệu WeWood ạ. Vâng, WeWood mã là QA1600. Vâng, đây là dòng đẩy 4 kênh, giá lại cực kỳ là rẻ, mà công nghệ thì cực kỳ là hiện đại, mà đặc biệt là rất là nhẹ. Con này nó nặng khoảng tầm 5 cân thôi ạ. Vâng, có thể xách một tay, vẫn rất là dễ vận chuyển ra ngoài trời chúng ta chơi nhạc. Vâng, trước tiên em mặt công ty JK Audio thì cảm ơn anh Tùng nhá. Vâng, em đang cho nhỏ nhạc. Vâng, đơn của anh bên em để đây. Vâng, thì bên đây là cái sản phẩm mới bên em bảo hành 1 năm anh nhá. Đây ạ, cái hộp của anh bên em vừa bóc ra đây ạ. Vâng, nguyên đai nguyên kiện luôn, vẫn còn thơm mùi nhà máy. Vâng, thì đây là phía trước anh nhá. Vâng, ở đây nó có một cái ở giữa có một màn hình hiển thị LCD ạ, rồi tất cả các chế độ. Đây là công nghệ Class D đấy ạ. Class D và thương hiệu WeWood. Vâng, mã là QA1600. Đặc biệt tất cả những chế độ như Sister này, Paranel và Bright nó chuyển hết ra đằng trước để chúng ta có thể ấn được nhá. Rất là tiện lợi. Không, mình không phải quay ra đằng sau đẩy để mình chuyển chế độ. Vâng, đặc biệt cái dòng này công nghệ Class D thì cho chất âm cực kỳ sạch sẽ và hầu như là không tiêu hao đi những cái tín hiệu mà mình cho vào. Ví dụ là các bác cho 100% nhạc vào thì nó ra đúng đủ 100% luôn ạ. Vâng, những cái công nghệ thường thì các bác cho 100 vào thì nó chỉ ra được khoảng tầm 70% thôi ạ. Còn 30% tiêu hao rất là lớn, nó sinh ra nhiệt. Đặc biệt cái dòng này không hề sinh nhiệt, dùng rất là tốt. Đặc biệt dòng đẩy 4 kênh rất tiện lợi để dùng cho gia đình và đánh những dàn nhạc ngoài trời vì nó rất là nhẹ. Chúng ta có thể xách một tay, vận chuyển rất là dễ. Vâng, sau đây em xin phép mở nhạc to lên để cho anh Tùng trải nghiệm nhé. Vâng, về cơ bản nhìn nó giống rất giống một cái vang vì nó dày hơn cái vang một tí tí thôi ạ. Nhưng sở hữu trong mình cả một những cái bộ chất xám để những kỹ sư của WeWood đã đổ dồn vào một cái sản phẩm đẩy công nghệ Class D, đó là WeWood QA1600 đẩy 4 kênh ạ. Vâng, em đang kết nối với lại cái vang cơ lai số Zia KM50X ạ. Vâng, một thương hiệu khá là nổi tiếng. Vâng, và bên em có dán tem bảo hành cho anh 1 năm sản phẩm này anh nhé. Đây là tem của công ty JK Audio đây ạ. Vâng, và bên em có tặng kèm anh 4 jack new trick để anh kết nối với lại Dona JBL75 của anh hiện tại đang ở nhà. Vâng, chúng ta lại mở nhạc đây ạ. Đặc biệt cái dòng Class D này chạy rất là bền bỉ, rất là gọi là trâu bò đấy ạ. Vâng, không bao giờ phải bảo hành đâu vì bên em bán rất là nhiều, chưa phải bảo hành một cục đẩy nào cả. Vâng, bán ra thị trường được đánh giá rất tốt. Vâng, rất nhiều bác đã tin dùng và sử dụng cái đẩy 4 kênh WeWood mã là QA1600 đẩy 4 kênh Class D. Vâng, hiện tại cái đẩy 4 kênh WeWood mã là QA1600 của anh Tùng hoạt động rất tốt anh nhá. Vâng, cho đen xin phép bỏ ra cho những bên đóng hàng gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, cuối cùng thì em thay mặt công ty chúc anh Tùng và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, đây bên đây là dòng công nghệ Mỹ rất là tốt trên thị trường.